Vào lúc 12 giờ trưa ngày 20 tháng 1 giờ địa phương, 0 giờ sáng ngày 21 tháng 1 tại Việt Nam, lễ nhậm chức của ông Joe Biden và bà Kamala Harris được diễn ra. Qua đó, ông Biden chính thức trở thành tổng thống thứ 46 của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ với phó tổng thống là bà Harris. Lễ tuyên thệ được tổ chức tại cửa phía Tây của tòa nhà Quốc hội Mỹ trên đồi Capitol, biểu tượng quyền lực cao nhất của nước Mỹ. Tôi trân trọng tuyên thệ rằng tôi sẽ đảm đương vị trí Tổng thống Mỹ một cách trung thành và sẽ làm hết khả năng để giữ gìn, duy trì bảo vệ hiến pháp Mỹ. Tổng thống Joe Biden đọc bản tuyên thệ trước sự chứng kiến của John Roberts, chánh tòa án tối cao Mỹ. Trong bản tuyên thệ của mình, ông Biden cũng nhận định đây là một khởi đầu mới cho đất nước, vốn đang trải qua thời khắc khủng hoảng và nhiều thách thức trong lịch sử. Thực chất, đây là lần thứ ba ông Joe Biden tuyên thệ trên đồi Capitol. Hai lần trước đó là lời tuyên thệ nhậm chức phó tổng thống dưới thời ông Barack Obama vào năm 2009 và 2013. Sau lễ nhậm chức, Tổng thống Mỹ theo truyền thống sẽ có một cuộc diễu hành từ tòa quốc hội về Nhà Trắng. Đó là nơi ông Biden sẽ sinh sống và làm việc trong nhiệm kỳ 4 năm kế tiếp. Vì dịch COVID-19, buổi diễu hành dự kiến sẽ được thay thế bằng sự kiện trực tuyến. Tuy nhiên, không vì thế mà sự kiện 4 năm mới diễn ra một lần này sẽ giảm bớt sự chú ý và quan tâm, bởi đây là dấu mốc đánh dấu nước Mỹ đã chuyển sang một giai đoạn mới. Những lo ngại an ninh và đại dịch COVID-19 đã khiến buổi lễ được tổ chức gọn hơn các năm trước. Số quan khách tham gia trực tiếp ước tính khoảng 1.000 người, trong khi số binh sĩ và nhân viên đảm bảo an ninh lên tới hàng chục ngàn người. Các cựu Tổng thống Barack Obama, Jerry Webber, Bill Clinton cùng các phu nhân đã tham dự buổi lễ. Tổng thống Donald Trump rời thủ đô ngay trước khi sự kiện diễn ra, nhưng đã để lại trong Nhà Trắng một lá thư cho người kế nhiệm, Biden. Phó Tổng thống của ông Trump, ông Mike Pence và phu nhân đã nhận được sự ngợi khen từ phía đảng Dân Chủ khi xuất hiện tại sự kiện. Sự kiện diễn ra trong sự thắt chặt an ninh khắp thủ đô Washington, D.C. với 25.000 vệ binh quốc gia và nhiều lực lượng khác. Nước Mỹ đang sang trang mới với vị tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử. Đây là ngày của nước Mỹ, của nền Dân Chủ Mỹ. Ngày của lịch sử và hy vọng của sự đổi mới và kiên định. Đây là ngày nước Mỹ trỗi dậy trước thách thức, ngày mà nguyện vọng của người dân Mỹ đã được đáp lại. Ông Biden phát biểu sau khi tuyên thệ nhậm chức. Nhiệm vụ khó khăn của ông Biden là hàn gắn nước Mỹ vốn đang bị chia rẽ sau hàng loạt biến cố, đồng thời vực dậy một nền kinh tế và xã hội đang hứng chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19. Những quyết định đầu tiên. Sáng nay, giờ Việt Nam, ông Biden tiến vào phòng bầu dục của Nhà Trắng. Ngay ngày đầu tiên vào nhiệm sở, tân Tổng thống Mỹ Biden lập tức ký ban hành một loạt sắc lệnh, các bản ghi nhớ và chỉ đạo, đảo ngược nhiều chính sách trước đó của người tiền nhiệm Trump liên quan đến di trú, môi trường, dịch COVID-19 và vấn đề kinh tế, theo Reuters. Cụ thể, các văn phòng chính phủ và tòa nhà liên bang đều là khu vực buộc phải đeo khẩu trang, thực hiện giãn cách xã hội. Một văn phòng mới thuộc Nhà Trắng được thiết lập với nhiệm vụ điều phối nỗ lực ứng phó dịch COVID-19. Tân Tổng thống cũng khởi động quy trình để Mỹ quay lại Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, ban hành sắc lệnh rút lại giấy phép lắp đặt hệ thống đường ống dẫn dầu Keystone XL để bảo vệ môi trường. Nhà lãnh đạo cũng đề xuất gói ứng cứu kinh tế trị giá 1.900 tỷ USD, 43,84 triệu tỷ đồng, kêu gọi tiếp tục phát tiền mặt 1.400 USD cho mỗi người dân Mỹ. Về vấn đề di trú, ông Biden hủy bỏ dự án xây dựng bức tường biên giới với Mexico và chấm dứt lệnh cấm nhập cảnh đối với một số quốc gia có đạo Hồi chiếm đa số. Ông cũng đệ trình lên Quốc hội dự luật điều chỉnh các chính sách di trú, mang đến cơ hội trở thành công dân Mỹ cho hàng triệu dân nhập cư bất hợp pháp. Một ngày trước lễ nhậm chức, các ủy ban thượng viện cũng tổ chức phiên điều trần đối với năm đề cử của ông Biden cho các vị trí Bộ trưởng Quốc phòng, Ngoại trưởng, Bộ trưởng An ninh Nội địa, Giám đốc Tình báo Quốc gia, Bộ trưởng Tài chính. Dự kiến các đề cử này sẽ được thông qua một khi Thượng viện quay lại làm việc đầy đủ và quyền kiểm soát Thượng viện chuyển sang đảng Dân Chủ, cho phép các nghị trình của Tổng thống Biden được triển khai.